Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta tin tức ngày 16 tháng 1 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Mới đây trên trang báo tuổi trẻ online, bà Phương Hằng đã tự nguyện đưa ông Yên 183 tỷ đồng. Vào tháng nguồn tin từ báo tuổi trẻ online thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã xác định bà Hằng đã tự nguyện đưa cho thằng Y Võ Hoàng Yên với số tiền là hơn 183 tỷ đồng để trả nợ, xây dựng sự chữa, chùa và làm từ thiện. Việc bà Hằng tố cáo ông Yên không có dấu hiệu tội phạm. Liên quan về vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hồng Yên đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ việc này và quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Và theo cổng thông tin điện tử công an thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian bà Hằng quen biết ông Yên, ông giới thiệu là Lương Y đang hoạt động khám chữa bệnh và biết ông Yên đang cầm tiền để xây dựng sửa chữa chùa và làm từ thiện. Bà Hằng đã tự nguyện đưa cho ông Yên với số tiền là hơn 183 tỷ đồng, chính xác là 183 tỷ 021 triệu 500 ngàn đồng. Trong đó có 60 tỷ đồng tiền mặt không có giấy tờ và người chứng kiến. Sau đó, bà Hằng nghi vấn ông Yên không minh bạch trong việc làm từ thiện nên đã làm đơn tố cáo. Quá trình điều tra đến nay cho thấy không có căn cứ chứng minh việc ông Yên đưa ra thông tin gian dối để bà Hằng tin tưởng giao tiền và cũng không có căn cứ chứng minh việc ông Yên sử dụng số tiền vào mục đích bất hợp pháp gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định việc bà Hằng tố cáo ông Nguyên không có dấu hiệu tội phạm. Và chính vì thế thì ngày 3 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án và hình sự đối với đơn tố giác về tội phạm của bà Hằng đối với ông Võ Hồng Yên. Ngày 10 tháng 1, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có kết luận quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh là có căn cứ và đúng pháp luật và trước đó thì công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận đơn của bà Hằng 50 tuổi ngụ quận 1 tối giác ông võ Hoàng Yên còn gọi là thần y võ Hoàng Yên 47 tuổi ngụ quận Bình Thuận có hành vi lừa đảo và làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và thông tin này cũng rất là mới trong ngày hôm nay và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì hãy đừng quên cho tôi một like một chia sẻ một comment để để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi và đừng quên để đăng ký vào chung nhé tạm biệt anh em